em xin kính chào quý khách tỉnh nhà Kim Anh Thảo à. Tối nay là em Minh Hạnh đón tiếp chị Hiền ha. Chị Hiền ở đâu ạ? Ở Tây Ninh. Đây, mượn tay đây chị đẹp nha. Đeo ba bộ xi men quá đẹp quý khách ơi. Đây là mẫu thương hiệu phun cát ha. Ba bộ này của chị là 2 lượng ngân nè, gần 2 lượng mốt, một ni tay nè, ni 58, quá sang quá đẹp quý khách nè. Bên em là bao ni tay cho khách hàng mình lựa luôn nha. Từ ni 48 đến ni 64 luôn. Đây, thấy nguyên tủ xi men nhà em không? Rồi, em cảm ơn chị. Một sợi dây dây xoắn oval mẫu đúc nha. Đây, móc máy theo công nghệ 5D nha. Một lượng rưỡi. Lắc vảy cá luôn. Đây, lắc vảy cá này một lượng 6 nè. Sang sáng đẹp ghê luôn. Đó, nhẫn hộp cao. Kết tầng nha, 244 tầng. Và một đôi bông tai. Bông tai dạng ngọc trai nha, kiểu hoa. Em đeo cho chị Hiền ha. Bỏ hộp hết hả? Không đeo hả? Rồi, tổng bộ này chị Hiền ủng hộ bên em đó là 215 triệu. Đúng không? 215 triệu. Rồi, em cảm ơn chị đẹp nhiều nha. Chúc chị làm ăn phát tài nha. Của mới vui vẻ chị ha. Dạ, em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo à. Tối nay là em đón tiếp gia đình chị Liên à, gia đình từ Long An ha. Đây, hai mâm vàng chị lựa đây. Một sợi dây dây Hồng Kông giác bào nha. Đây là vàng công ty 610 nhưng mà bên em là xi nước Ý ha. Rất là sáng đẹp luôn, phá hộp rất là chắc. Một cái lắc vảy cá. Lắc vảy cá xi hai màu. Lắc này là gần một lượng nha. Còn dây là dây này cũng lục lượng hơn. À, một cái lắc đồng hồ mẫu cao cấp. Này. Cái này là mặt chạm đồng nha. Đai là bằng vàng hết quý khách ha. Mặt là mặt đồng hồ. Đây là dạng đồng hồ cơ nữa đây. Con đồng hồ này là gần một lượng rưỡi. Rồi, thêm cái lắc này xinh quá. Lắc chân. Một cái mẫu lắc chân cỏ bốn lá. Là dạng chỉ combi nha. Đây là dạng đôi nha quý khách ha. Dạng đôi. Móng máy rất là sáng luôn. Và một đôi bông của em toàn đen hồn ngọc trai. Trên ngọc trai này là có logo thương hiệu luôn nè. Tổng nguyên bộ này của gia đình mình là 130 triệu nha. Rồi, em cảm ơn gia đình mình ha. Chúc gia đình mình sức khỏe, ăn Tết lớn nha, phát tài phát lộc à. Rồi em dạ, em xin kính chào quý khách hàng tiệm vàng Kim Anh Thảo nha. Thì là chiều trưa sáng hôm nay em có lộc của chị Chi mấy chị ơi. Chị ở Kiên Giang nha, chị đến ủng hộ là xi men nè mấy chị. Hai xi men này á là xi men ni tay số 52, móc máy kim cương nha, rất là sáng luôn. Xi men em là có khóa hết nha. Có khóa rất cực kỳ sang, dễ thương mẫu này nè. Trọng lượng là tầm khoảng là cỡ là 1 lượng 6 ha, 1 lượng 6 hơn. Rồi chị mua em là cái đôi bông tai giả sòn luôn. Bông giả sòn nha. Cái này thì tầm khoảng là cỡ là vài phân một đôi thôi, tầm khoảng 5 phân nha mấy anh chị. Bông giả sòn hột da hột trắng nha. Chiếu sáng cực kỳ long lanh luôn. Thêm một lắc tay em bé nè. Một lắc em bé nha, trọng lượng lắc em bé này là bao nhiêu đây? Rồi cái này là hơn 8 phân nha mấy anh chị nha. Rồi, cảm ơn chị Chi nhiều nha. Đã ghé ngồi tìm vàng của em sáng sớm luôn, lọc sáng sớm. Tổng bill nhiêu chị? Tổng bill là 70. Cảm ơn chị, đem đây ông ta luôn cho. Em xin chào quý hàng của tìm vàng Kim Anh Thảo. Trưa hôm nay Kim Anh Thảo có lọc siêu vip của anh Thạnh ha. Thì hôm nay là anh đến hộ em một cái lắc đặt hoàn toàn luôn nha quý khách nha. Đây, mẫu lắc có trọng lượng là 15 cây rưỡi nha, 15 cây rưỡi vàng. Hàng đặt kẹo luôn nha quý khách nha, đơn giản thôi, hàng phân lọc sủng. Hai mặt của nó đầy lười, mặt trơn hết luôn nha anh chị. Cầm rất là nặng tay nha. Đẹp lắm. Lắc này có giá trị là 600 mấy ha. Anh chị là xi men đúng không? 660 triệu nè. Nó 560 triệu nè quý khách. Xuất sắc luôn. Đây, cho em mượn cái tay của anh em đeo. Chị em vậy, tiếp nhận nữ chị ở đây. Trời, không nổi luôn á. Nó nặng mà cài không nổi luôn quý anh chị. Rất là đẹp ha. Bạn nào xong rồi, rồi ok, em gửi hóa đơn ạ. Cảm ơn anh hôm nay đến ủng hộ tiệm em. Dạ, em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Chiều nay là em đón tiếp chị Thu. Chị Thu lựa một sợi dây quá đẹp luôn, quá trời cưng anh luôn, lựa cho anh sợi dây nè. Đây là vàng nữ trang 980 quý khách nha. Sợi dây Hồng Kông ống kim tiền. Mẫu đúc luôn. Phom dây này là nặng 5 lượng nha. Đây, ống rất là đẹp ha, ống kim tiền nè, 4 phút luôn. Đó. Đeo chung với cái mặt. Đây là mặt chữ phước, đúc đập. Mặt chữ phước này là 2 lượng nha, khoen rất là chắc quý khách nè. Để em bỏ cái khoen vô cho. Sợi dây chất lượng, đúc đập chất lượng luôn. Dây với mặt này là 7 chị hơn. Chị giá là 395 triệu một sợi dây. Đây, Tết đeo đi tiệc tùng rồi nha, ngày Tết nha, 3 ngày Tết rất là sang luôn. Rồi cái này em để hộp cho chị Thu nha. Em cảm ơn chị Thu nhiều, chúc chị Thu làm ăn phát tài nha.
Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Minh Hảo ạ. Trưa nay là em đón tiếp chị Vân. Chị qua lựa hai cái dòng nè, quá đẹp luôn. Đây là dòng mẫu cao cấp nha. Dòng ở nằm dạng giác vuông nha. Kết tấm đều nguyên một cái dòng luôn. Dòng bản này là tầm cỡ 9 chỉ. Rất là đẹp luôn. Và một cái dòng thương hiệu kết bi. Móng máy cực kỳ sáng, dòng này là gần 6 chỉ nha. Đi bộ với cái dòng này là cái nhẫn luôn. Đây là dạng công ty 610 quý khách nha. Đây bộ này là nguyên một dòng nhẫn mặt luôn nè quý khách nha. Quá trời cưng luôn. Tổng nguyên bộ này của chị Vân là gần 1.8 nha. Chị giá là gần 70 triệu. Rồi anh em để hợp hết cho chị Vân nha. Cảm ơn chị Vân nhiều ạ. Em xin kính chào quý khách thân yêu của tiệm vàng Kim Đình Thảo. Trưa hôm nay Kim Đình Thảo có lọc của chị bé ba ha. Chị yêu chị ở quận mấy ha? Chị ở Tây Ninh. Chị yêu ở Tây Ninh. Dạ. Chị ở Tây Ninh nha quý khách nha. Thì hôm nay là lặn lội đường xa xa xôi lên ủng hộ tiệm vàng Kim Đình Thảo nha quý khách. Ủng hộ em là một cái kiềng dẻo công nghệ Italy hai màu và một cái mặt thương hiệu nha. Rất là xa, đẹp quá chừng đẹp luôn rồi. Kiềng này là 4.5 chỉ nha và mặt dây chuyền là có trọng lượng là 4.3 chỉ. Xuất sắc lắm nha quý anh chị nha. Kiềng dẻo đeo là mềm mại lắm luôn nè. Một chiếc nhẫn con công. Cái này là hàng thiết kế nha quý anh chị. Công một chai nè, rất là xa. Cái này là nhà em có cả bộ luôn nha. Một chiếc nhẫn như vậy trọng lượng đó là cơ khoảng 2 chỉ 2 chỉ 3. Xuất sắc, chị yêu em đeo chị luôn ha. Cảm ơn nha. Dạ. Ủa sao nãy chị không thấy cái bộ này ta? Bộ có dây. Có dây, có đồ nữa. Đây, em cài cho. Quá đẹp quý anh chị ơi, xuất sắc luôn á chị. Em cảm ơn chị yêu hôm nay đến hộ em nha. Gài lên chị luôn nha. Dạ. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Minh Thảo ạ. Sáng nay em đón tiếp anh Tuấn. Đây anh qua lựa một cái nhẫn quá đẹp luôn. Nhẫn con cọp thỏi vàng nha. Thỏi vàng này là hộp đỏ nha, thỏi vàng đỏ, đá đỏ luôn. Hai bên đai là song long. Mẫu này là mẫu đúc rất là đẹp luôn. Trọng lượng cái nhẫn này là một lượng hơn quý khách ha. Tùy đi tay nha, em về đủ mày để cho mấy anh đeo phong thủy luôn nha. Em bận ra anh Tuấn đeo nha. Đây. Anh Tuấn là khách VIP bên em luôn á. Nhẫn quá đẹp quá xuất sắc quý khách nè, hai tay là. Đây, tất cả đây là trang sức của tiệm vàng Kim Minh Hảo rồi luôn. Rồi, chị giá cái nhẫn này của anh là 40 triệu. Em gửi anh Tuấn nha, cảm ơn anh. Dạ, em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Minh Hảo sáng nay là em có lòng của chị Phượng. Đây, chị Phượng lượng một mâm vàng luôn. Chị Phượng là từ Mỹ về hả? Dạ. Chị lượng một cái kiềng nha, cái mặt quá đẹp luôn. Kiềng C2 màu nha. Một cái mặt thương hiệu kết tấm. Quá sang. Rồi, thêm 3 đôi bông nữa. Một đôi bông thương hiệu C3 màu nha. Thương hiệu là full tấm luôn. C3 màu toàn ten nè, rất là đẹp ha. Rồi, một đôi ngọc trai toàn ten 5 hộp. Dạng khoen nha. Và đây đôi ngọc trai nữa. Quá trời cưng luôn á. Chị Phượng ơi, em đeo cho chị cái kiềng nha. Kiềng này đẹp quá, đeo nha. Đây, mấy mẫu này là mới về luôn á. Đây, em đeo một cái nữa đây. Chị chú cắt cơ rồi nha chị. Cắt trong cây luôn nha. Bạn nào lại trả tiền cơ giúp mình không? Quá trời sang luôn. Rồi, tổng mẫu này của chị Phượng là 32 triệu ha. Cảm ơn chị nhiều ạ.